Một lần nữa chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng mục đích của cuộc gọi là thiết lập cuộc hẹn. Chính vì vậy bạn không nên quá sa đà vào việc giới thiệu, trình bày, giải thích. Cách tốt nhất nên là cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe và khéo léo hướng dẫn người nhận cuộc gọi thành buổi gặp trực tiếp. Tuy nhiên, không phải người nhận cuộc gọi nào cũng dễ dàng để hẹn gặp bạn. Họ sẽ có những thắc mắc thông thường như: tại sao bạn lâu nay không liên lạc gì cả, bây giờ lại hỏi thăm, còn hẹn gặp nữa. Bạn cần phải vượt qua những trở ngại như vậy trước khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng bảo hiểm nhân thọ. Và cách để bạn giải quyết vấn đề chính là sự chuẩn bị chu đáo của bạn trước khi gọi điện cho khách hàng. Các nội dung bạn cần chuẩn bị như sau. Chuẩn bị nội dung cuộc gọi khách hàng bảo hiểm nhân thọ. Bạn nên liệt kê những thông tin bạn muốn truyền đạt đến người nhận cuộc gọi, một vài ý tưởng cho bạn như hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, gia đình, nhắc lại sự kiện có liên quan đến mối quan hệ, giới thiệu ngắn gọn về công việc mới của bạn, đề xuất cuộc hẹn nói chuyện cụ thể hơn, một số lý do người nhận cuộc gọi có thể từ chối lời đề nghị của bạn, khách hàng có thành kiến không tốt về bảo hiểm nhân thọ, khách hàng có con nhỏ không có thời gian gặp bạn, khách hàng đang bận việc không chú ý đến nội dung cuộc gọi, khách hàng thắc mắc lâu rồi bạn không hỏi thăm, giờ còn hẹn gặp chắc có vấn đề gì đây. Với những trở ngại như trên, bạn nên chuẩn bị trước với cách đối phó và linh hoạt trong từng cuộc gọi. Bạn cần phải biết rằng khách hàng không phải là phép thử của bạn, thế nên bạn cần phải luyện tập thật nhuần nhuyễn trước khi cầm máy gọi. Hơn nữa, mỗi khách hàng là cơ hội của bạn, bạn không nên bỏ qua cơ hội của chính mình. Một lời khuyên nữa dành cho bạn, đó là bạn nên tự sáng tạo cho chính mình một vài kịch bản cuộc gọi, luyện tập thành thạo, tập phản ứng tình huống, xử lý thắc mắc của những người nhận cuộc gọi. Không ai sinh ra đã là thiên tài, cần phải trải qua quá trình luyện tập và rút kinh nghiệm. Đằng sau chuyến bay thành công là sự chuẩn bị kiểm tra kỹ càng từ máy móc, thiết bị, nhân lực cho đến thời tiết v.v. Bạn cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng như vậy thì nhất định cuộc gọi của bạn sẽ thành công. Để trao dồi thêm về kỹ năng telesales, telemarketing, bán hàng qua điện thoại, cũng như học thêm về kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, bạn có thể liên hệ với trung tâm đào tạo giao tiếp youcannow.vn.